Nằm ở bên bờ dòng sông Hương, Đài Nội Huế là một công trình có quy mô đồ sộ nhất trong lịch sử Việt Nam, được công nhận là di sản văn hóa thế giới và còn lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của nét phong kiến triều đình nhà Nguyễn hàng trăm năm trước. Đài Nội gồm hai lớp vòng thành, lớp đầu là Hoàng Thành, lớp 2 là Cung Thành hay còn gọi là Tử Cấm Thành. Cùng với hàng trăm công trình cung điện nguy nga, đền đài và miếu thờ bề thế với vẻ đẹp tráng lệ và kiến trúc cung điện đặc sắc. Hoàng Thành có 4 cổng được đặt ở 4 mặt, trong đó cổng chính lớn nhất và có kiến trúc đẹp nhất là cổng Ngọ Môn. Ngọ Môn là cổng chính phía nam của Hoàng Thành Huế, được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng. Đây là công trình kiến trúc đặc sắc có giá trị trên nhiều phương diện. Cổng Ngọ Môn nhìn về phía nam kinh thành và trông xa ra dòng sông Hương thơ mộng. Được xây phía trên cổng là lầu ngũ phụng, có kết cấu bằng gỗ lim, chia làm 2 tầng và 9 bộ mái. Mái giữa được lợp màu vàng, còn lại là 8 lợp mái tranh. Trước đây, lầu ngũ phụng là nơi tổ chức một số các lễ lớn của triều đình nhà Nguyễn. Trải qua gần 2 thế kỷ và chứng kiến bao mốc sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc, cổng Ngọ Môn vẫn tồn tại theo thời gian và đã trở thành một kiệt tác kiến trúc cổ xuất sắc. Hành trình khám phá Hoàng Cung xưa tiếp tục với trục phía Tây Hoàng Thành. Bắt đầu là khu vực Thế Miếu, nơi thờ tự các vua Nguyễn. Đây là một hệ thống miếu thờ lớn với 2 ngôi miếu là Thế Tổ Miếu và Hưng Tổ Miếu. Bước qua cổng chính vào Thế Miếu, ta sẽ bắt gặp ngay Hiển Lâm Các, công trình cao nhất Hoàng Thành gồm 3 tầng. Đây là biểu tượng và là nơi tôn vinh công lao của các vua và quan đã có công với đất nước. Thế Miếu được xây dựng vào năm 1821-1822, có dạng tam quan, là một trong những loại hình đặc trưng của kiến trúc cổng trong văn hóa cung đình Huế, có nhiều tầng mái đắp chồng lên nhau với các màu sắc đặc trưng như vàng, đỏ hoặc xanh da trời, xanh lá cây và các họa tiết trang trí tứ linh, long, lân, quy, phụng, tứ thời, xuân hạ thu đông, tứ quý, mai lan cúc trúc, bát bửu, là 8 vật quý của các vị tiên, thể hiện triết lý của người phương Đông Khổng giáo, Phật giáo, Lão giáo. Tất cả những hoa văn chạm khắc này được thể hiện sinh động ở Thế Miếu. Cung Diên Thọ là một trong những hệ thống công trình kiến trúc quy mô nhất còn lại tại cố đô Huế, được xây dựng từ năm 1804 và là một trong số những công trình được xây dựng sớm nhất trong Đại Nội. Cung Diên Thọ là một hệ thống kiến trúc cung điện quy mô nhất còn lại tại cố đô Huế. Cung Diên Thọ gồm hơn 10 tòa nhà được bố trí trong khuôn tường thành hình chữ nhật, rộng khoảng 100m, dài 150m, cao quá đầu người. Cung Diên Thọ Huế sở hữu kiến trúc cung điện tầm cỡ quy mô là nơi ở của các Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu, Triều Nguyễn. Đây là một trong những công trình độc đáo, nổi bật nhất của Đại Nội Huế. Cung Trường Xanh được khởi công xây dựng vào năm 1801 dưới thời vua Minh Mạng. Đây là một cụm kiến trúc cảnh quan kết hợp giữa công trình cung điện với lối đi vườn hoa lạch nước, là nơi vua thường mời các hoàng thái hậu đến thưởng ngoạn. Cung Trường Xanh hay Cung Trường Sinh còn có tên gọi khác là Cung Trường Ninh, được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ nhất 1821 ở phía Tây Bắc Hoàng Thành, với vai trò ban đầu là hoa viên, nơi các vua triều Nguyễn mời mẹ mình đến thăm thú ngoạn cảnh. Về sau, cung được chuyển thành nơi ăn ở sinh hoạt của một số bà Hoàng Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Hậu. Trong thời kỳ rực rỡ nhất, kiến trúc cảnh quan của Cung Trường Xanh được vua Thiệu Trị xếp vào hàng thứ 7 của thắng cảnh đất thần kinh. Trải qua bao thăng trầm và biến cố của lịch sử, công trình kiến trúc Đại Nội Kinh Thành Huế vẫn luôn sừng sững oai nghiêm, mãi là một tài sản văn hóa truyền thống quý báu của lịch sử triều Nguyễn để lại.